là 2 tô gì chị? Dạ cái này là 2 tô đặc biệt. Bún riêu hay canh bún chị? Dạ tô bún riêu, tô canh bún. À. Đặc biệt giá nhiêu chị? Dạ 50. À. Bình thường bắt 38 hả chị? Dạ. Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực của mình nhé. Bây giờ tầm khoảng hơn 10 giờ sáng đó các bạn. Thì mình đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Luông thuộc quận 6 nha các bạn. Ở đây có tiệm bún riêu, canh bún của chị Úc. Rất là ngon luôn. Trước dịch bán rất là đắt. Và hiện giờ thì chỉ bán mang về thôi nhưng mà cũng rất đắt luôn. Chị Úc bán rất là vui vẻ, nhiệt tình và bún riêu của chị rất là ngon. Được mệnh danh là nữ hoàng bún riêu. Hôm nay mình sẽ tiến vào cái quán để quay một số hình ảnh về bún riêu của chị Úc, của nữ hoàng bún riêu cho các bạn cùng xem nhé. Chị bắt đầu bán lại từ bữa nào vậy chị Úc? Dạ 4 tay anh. À 4 tay à. À 1 tay là nới lỏng giãn cách thì 4 tay chị Úc đã bán lại rồi nha các bạn. Thấy nè, nó thấy cái rau là muốn hết hồn luôn. Một cái núi rau. Ôi. Mẹ bật mà nói vậy ha. À, chị Úc đang soạn những cái chả cua hả? Rồi những cái giò mà người bông. Ta đưa nhiêu? Ủa thì ta lại sao? Em biết chị nói thối lộn kìa. Chị đưa em 500 mà. Em thối chị là 406 hả chị? Dạ không á. Dạ rồi, cảm ơn chị. Điệt tình. Bà cũng điệt tình sợ thối lộn tại bà đó đưa từ 500. Là lỗ, sợ lỗ mình chứ mà sợ lỗ bà. Dạ. Khách dễ thương không? Chỉ có đồ bộ, nó cũng nói lộn tiền. Chỉ anh là... kia anh quay là anh giả. Dạ. Khách dễ thương quá. Anh kia nó quay là anh giả nè. Cho mình phục vụ khách tốt thì khách quý mình. Dạ. Chị Úc đang soạn những cái giò móng. Mình mấy giờ là chị dọn ra vậy chị? Dạ đúng 9 giờ là em có bán. Thì chị còn đang sửa soạn ha. Giò móng, chả cua. Xem qua cái nồi nước lèo, nước bún riêu của chị nè. Đó, mình thấy hàng hà sa số. Những cái hành lá nè, cà chua nè, tàu hũ nè. Trong đây còn gì nữa không chị? À, dạ, chả cua. Chả cua trong đây luôn ha. Dạ. Đặc biệt cái nồi nước lèo của chị lúc nào cũng tràn đầy. Dạ, một phần bún riêu. Rồi, phần riêu gì? À, hôm nay chị Úc vẫn còn bán mang đi thôi nha các bạn, chứ chưa cho ngồi tại chỗ nha các bạn. Dạ chưa có ngồi được. À chỉ là bán mang đi thôi. Đây là anh xã của chị Úc. À, bún to này là canh bún hả chị? Dạ. Rồi con gọi luôn. Cảm ơn cô. Bún to là canh bún nè. Dạ, bún to là canh bún. Canh bún không có. Đây, canh bún không có. Nè cái rau này. Rồi, nó một cái canh bún, một cái bún. Rồi. Đưa là bún to đó các bạn.
rồi. Chồng này hả không? Rồi. Một bún bún riêu. Đây, còn nếu mà bún riêu thì mình xài sẽ cộng bún nhỏ. Thêm bún này là để mà nấu bún riêu nha các bạn. Cộng thêm 2 tô đi. Tô canh bún thì có rau bún bào, rau chuối bào, rau sống và giá. Thì khách thích ăn trụng thì sẽ trụng cho khách. Rồi làm thêm 2 chén mắm nha. Quán bún riêu của chị Út là rất là đắt khách nha các bạn. Hai đứa con trai hả chị? Dạ, dạ không, cái đó con của chị Ba. À, dạ. Anh ơi, anh ra anh trụng giùm em tô bún này để em chan vô nó nguội. Đều tên cua hết á. Cái tô này nè, chưa có chủng giá vô nữa nè. Giá không có tới. Kêu đây cái bóng đi vô cho tay anh vô luôn. Có gà chưa? Có gà rồi mà không có giá. Là hai tô gì chị? Dạ cái này là hai tô đặc biệt. Bún riêu hay canh bún chị? Dạ tô bún riêu, tô canh bún. À. Đặc biệt giá nhiêu chị? Dạ 50. À. Bình thường bắt 38 hả chị? Dạ. Cái này mình sử dụng cà nhiều quá ha. Dạ. Cắt cà vô trong cái nước súp luôn. Người ta thích. Dạ, chị chua. Đặc biệt món bún riêu là chị. Thích ăn cà. Thế chị là giá mình bán là 38 hả chị? Dạ. Bình thường 38 còn đặc biệt thì 50. Là khách thích ăn gì thì tính thêm cái đó. Dạ đúng rồi. Bỏ thêm gì tính thêm tiền. Mình bán trở lại mình bán mang đi về bán được hơn so với lúc trước không chị? À thì nói chung là cũng là do cũng chậm hơn chốt ăn. Dạ. Cho bán cũng được ha. Dạ. Nói chung tại vì quán chị nhiều người biết đến với lại ngon đó chị. Dạ. Nên người ta thích. Người ta cứ canh là chị bán là người ta tới thôi. Đây, mình xem cái phần những cái giò móng của chị nè. Rất là bắt mắt luôn. Kéo ngậy thơm lừng. Để mình cho mấy cái này mềm là khoảng bao nhiêu phút chị? Em nấu là 1 tiếng 15 phút á. Dạ. Thì nó sẽ mềm hả chị? Dạ. Và ra cái nước ngọt trong nước lèo luôn. Thế thì những phần giò móng cỏ này là thịt dạ sắt. Dạ. Đây ba rọi hay đùi chị? Dạ cái đó là thịt bắp đó. À thịt bắp hả? Dạ. Chị bắt đầu bán đây chắc chừng 2 năm không chị? Em bán ở bên đây là chưa tới 1 năm. Bên kia à, tính từ từ lúc đầu á. Bên kia là em bán 4 năm rồi đó, tính luôn bên đây á. Chị bán mấy năm nhưng mà bán rất là thành công nha các bạn, rất đắt bởi vì bún riêu chị nấu rất là ngon. Với chị Út cũng rất là vui tính nữa. Rất là niềm nở.
tiếc là dịch phải chùm kín quá, không thấy được dung nhan của chị Út. Ủa mình thấy mấy quán nó cũng bán lại rồi đó chị. Dạ, nhưng mà ở đây chưa có thông báo gì cho ngồi hết anh. Thấy đi Bình Tiên thấy mấy quán nó bán. Còn cái chỗ Carina đó, tối nó có mấy quán ốc nó đầy, ngồi đầy hết trơn. Dạ. Nói chung là giờ mình theo nhà nước đi, nhà nước cho ngồi khi nào thì mà cũng ra, dạ. Nhưng cũng ít bàn lắm chị. Dạ. Nó ngồi thưa lắm. Với lại mình bán cái lượng mang về cũng nhiều rồi ha. Dạ. Cũng được. Em bán được cái khách đã quen á. Dạ, khách quen. Người ta lại quay lại mình. Tại vì từ cái chỗ cũ là chị quá đáng bán cũng rất là đông rồi. Dạ. Qua đây còn đông nữa. Ở đây mặt bằng nó tốt hơn chỗ cũ. Mình lấy thịt rất là nhiều, vậy một ngày là bán hết cái phần này không chị? Dạ, hết chứ. Ngày bán hết luôn hả? Dạ. Mấy ngày nay mưa buổi chiều lớn quá bán được không chị? Của mới hôm kia mưa ngập vô nhà luôn. Một phần á anh. Mà cái món này mà trời mưa trời lạnh ăn càng ngon. Dạ. Rau nóng rồi nước nóng rồi. Chua chua. Mưa ngập vô nhà luôn. Mà khách cũng vậy á. Đó. Như một cái nồi luôn. Có đông luôn. Chị Út rất là chăm chỉ luôn nè, siêng năng. Bán rất giỏi luôn. Con đầy đủ chứ ba? Con đầy đủ là nhiêu chị? Dạ 38 nghìn. Này 4 riêu ở canh bún. 4 riêu. Hiện giờ thì chỉ bán mang về thôi nha các bạn. Cho nên mình không thấy tô vậy, chị thấy là thấy bịch với hộp thôi. À, chị Út, canh bún với bún riêu mình đồng giá hay sao chị? Dạ, đồng giá. Dạ. Để mình coi coi nó khác nhau cái gì ha. Rau muống luộc. Rồi, cộng bún khác nhau. Còn nước lèo giống nhau hả chị? Dạ, nước lèo với đồ ăn giống nhau. Canh bún thì cộng bún sẽ to và ăn là rau muống luộc. Còn bún riêu thì sẽ có nhiều loại rau hơn, rau sống. Cứ bào, muốn bào đó các bạn, giá đó. Và chị xài chung một loại nước lèo. Giò móng gân rất là nhiều luôn các bạn. Có giò phanh không chị? Dạ yeah. À, giò phanh luôn. Dạ chị Út cho mình hỏi là mình là bán ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Dạ 9 giờ sáng em bán. Đến mấy giờ chị? Đến khoảng 7 mấy 8 giờ. À, hết đầu nghỉ ha. Dạ. 7 mấy 8 giờ tối á. Dạ. Dạ. Rồi những ngày rằm, những ngày chay. Bán hết thì nghỉ. Dạ. Những ngày rằm, những ngày chay chị có nghỉ không ạ? Dạ. Bán suốt luôn hả chị? Dạ. Cũng còn mấy phần anh ơi. Thank you.
Chạy lên đây giờ má em nói đi ngang lên đây mới nhớ. Gần đây không? Gần đây không anh? Cái bơ luôn à, lúc mà bán cái chỗ cổ cách đó 4 căn nhà. Cái góc đường 26. Đúng rồi. Mới quen, mới quen. À, địa chỉ điểm quán bún riêu canh bún của chị Út ở số nhà là 201 đường Nguyễn Văn Luông, ở đây thuộc phường 11 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, để các bạn có thể tiện đến ăn hoặc là mua về. Chỉ bán từ khoảng 9 giờ sáng chị mở bán đến khoảng 7-8 giờ tối hết, khi nào mà hết hàng thì chị nghỉ. Đó, nước lèo lúc lèo được châm thêm vào. Cái nồi nước lèo của chị lúc nào cũng đầy ắp, lúc nào cũng tràn bờ hết nha, chứ không có vơi nha. Cà hành, đậu hũ, rồi những cái chả cua để có nằm trong đây. Và những cái nướng này được hầm từ xương cho nên rất là ngọt luôn, tại vì cái lượng xương chị bán rất lớn. Chị Út đang xóc những cái phần thịt lên. Thì mình thấy ở trong cái phần thịt này có giò móng, giò phanh, giò gân, rồi thịt gì bắp quá chị? Dạ. Thịt bắp, rồi những cái miếng chả cua, chả lụa nha các bạn. Một cái món bún riêu rất là nhiều loại thịt luôn. Món bún riêu thấy là một món dân dã bình dân nhưng mà rất là thật ra lại rất cầu kỳ các bạn. Rất nhiều loại rau, rất nhiều loại thịt. Và ở trong nước lèo nó cũng rất là nhiều hương vị luôn. Và món ăn ngon thì sẽ cần phải có thêm một nêm một ít cái tình thương vào trong đây. Và quán chị Út thì rất là vui vẻ, rất là chiều khách, nên khách rất là yêu chuộng. Mình cho các bạn xem nha, đây là cục huyết to đồng luôn, mà cái mùi vị rất là bốc lên, rất là thơm nha các bạn. Cọng bún riêu này là cọng bún nhỏ nha. Đây, chị có cho mình một cái giò khoanh. Đây là cái chả cua nha các bạn. Rồi những cái miếng tàu hũ nè. Đó, tàu hũ, chả lụa nha các bạn. Cái nước sao mà nó thơm quá. Rồi đây, những cái miếng cà. Rồi hành nêm ha. Mình thử cái nước coi. À, cái nước rất là ngọt và mình nghe cái mùi gạch cua rất nhiều nha các bạn. À, đúng là cái bún riêu ở đây ngon các bạn. Nhiều khách người ta rất thích luôn. Thường những cái rau trụng bạn, rau chuối bào thì không có trụng bạn, mình trụng thì nó sẽ bị đen. Cho một ít rau sống. Món bún riêu được cho là cái món dân dã, như mình thấy nó cũng rất là cầu kỳ các bạn, nhiều thứ quá trời luôn, nhiều thứ trong đây luôn. Thôi cái giò khoanh to đùng nha. Giò khoanh nạc gân, chấm miếng mắm tôm, trong đây có cái chấm này có nước me trong đây nữa. Mình vừa dùng xong tô bún riêu của chị Út thì mình thấy là nhiều người công nhận là quán này ngon, và hôm nay mình quay mình ăn review thì đúng là rất ngon. Mà quán mà khách mà đông thì là mình sẽ rất là ok rồi đó các bạn. Mọi thứ đều hòa quyện. Cục gân giò khoanh thì cũng rất vừa ăn, không có cứng và cũng không quá mềm ha. Nó rất là hòa quyện với nhau, từ nước lèo cho tới bún cho tới những cái thứ nguyên liệu thực vật và động vật. Các bạn xem
Rồi các bạn có thể biết. Và đến đây 201 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì các bạn có thể đến đây dùng và giới thiệu những món ăn ngon cho mọi người cùng biết. Và đây là một nét văn hóa ẩm thực của Sài Gòn, rất là đa dạng, rất là phong phú. Có lẽ mình kết thúc video ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một ngày mới thật an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Và mình hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.